tím nói giỡn mà làm thiệt hả? Trời ơi, cái gì vậy? Xe xúc phim vậy? Ừ, xe giỡn quá à, chơi không được rồi. Bỏ đi, xe kỳ quá. Sáng sớm hàng ngày lấy chiếc xe ra, quậy quá quá, lại đây biểu ơi. Hàng bay làm gì, sáng giờ sao không chịu suy nghĩ ý tưởng gì quay clip với anh đi. Tự nhiên ngồi lấy chiếc xe ra chơi hoài vậy. Chính vì không có ý tưởng mới buồn mới chơi xe đó. Bởi gì? Anh biết sao không? Ước mơ của em á, làm là một tay đua xe F1 của thế giới. Trời ơi, ước mơ của mày dữ quá vậy thôi. Tao chơi không nổi rồi. Còn mày? Ừ, em ước mơ là lái xe. Mấy người tài xế là xuống tải ngoài đường không à? Thích như vậy hả? Ừ, em thích được phiêu diêu đó đây. Hai thằng bay ảo tưởng quá à. Đâu phải muốn lái xe là lái xe đâu. Chiếc xe nhỏ xíu vậy, rồi sao tụi bay tập được? Quá đi. Sáng sớm là ám rồi à. Ý anh Đức, giờ muốn lái xe anh Đức giờ sao? Đúng rồi, anh giỏi mà, có cách giúp tụi em đi. Đúng rồi. Trời ơi, cái kèo này chua lắm luôn á. Kèo gì mà chua, anh làm được hết mà. Đúng vậy, có một chứng giám nè. Hả? Chứng kiến rồi. Đúng rồi, nếu như tụi bay muốn chạy xe, tao có cách rồi. Xe gì kỳ vậy? Nó phải cái này. Ủa, này hai chiếc xe máy đó vậy mà. Tụi bay muốn lái xe hơi mà. Thấy chưa? Đó, xe có gần gạt, bốn bánh luôn. Có cái sàn nè, đó để chân vô, đạp thắng đạp ra. Xe hơi như vậy là quá hiện đại rồi, còn muốn cái gì nữa? Em muốn là kiểu này chơi tụi mình rồi. Ừ. Xe hơi gì tầm này, đi, quất ông. Tiệm nói giỡn mà làm thiệt hả? Xe lấy đâu ra vậy? Trời ơi, chơi là chơi lớn luôn chứ làm gì không ra. Chiếc xe này á là anh mới mượn của ông bạn lão thái gia. Vậy mình lấy ra mình xài á là phải giữ cho kỹ, đừng có làm hư nha. Hư là về đền chết luôn á. Bạn á, lão thái gia các bạn giàu. Lên xe, lên xe. Ui ui, đảo quá anh em, vô. À, mở cửa nè. Xe xịn. Ủa? Xe gì mà rớt ghế luôn rồi anh? Cái móng dầu bị thúi nữa. Trời xe này xịn quá anh Đức. Trời ơi, ý này là cái gì vậy? Đây á là đèn đèn đèn. Đèn nếu mình đi ban đêm á, mình bật lên cái là mấy con ruồi mũi kiến gián nó thấy nó né mình ra. Ủa, có cái kiến đó kìa. Ê, có cần chế hậu đúng không? Không, cái này là để cho mấy chị phụ nữ á, ngồi bên hông tài xế này ngồi nặng bụng á. Ủa, cái này là cái gì vậy? Gì thằng nào kêu cái đó vậy? Cái gì đó vậy? Trời ơi. Ủa? Sao cái tay cầm nó gãy mẹ nó rồi? Anh ơi, chứ em cũng bị đó nè. Đâu? Nè, nó gãy mẹ nó cây rồi. Mẹ của em cũng vậy nè. Hả? Sao cái xe này? À, không phải. Anh hiểu rồi, cái này là do thiết kế của chiếc xe á, là những cái tay cầm vậy là nó phải gãy hết. Thì sẽ chết vậy. Ủa anh Đức, trước khi lên xe mình làm gì vậy? Mình phải phối bụi. Đâu? Làm sao? Đây. Cũng có nữa nè. Hả? Cứu anh em. Trời ơi, lần đầu tiên được đi xe hơi. Để anh chơi vô. Gì? Đừng có thằng tài xế đó, thằng tài xế nó hơi nè. Ủa, này là cái gì? Cái gì? Mày làm cái gì vậy? Ủa, cái này là thắng hả? Tao từng hứa tao phải nghỉ hôm nay luôn đó. Ủa, đâu biết? Mày đạp làm gì? Trời, tài xế mất tỉnh luôn rồi. Không được. Hả? Ủa, sao vậy? Rồi. À, tao hiểu rồi. Tức, mở cửa. Đây, đi làm cho. Ờ, vậy thôi, đó. Rồi, ra đi. What? Ra đó. Cái xe có đại chưa? Em đại không? Cái xe gì mà phải ở ngoài mở được vậy? Ra lẹ đi. Ra lẹ đi em. Trời xe. Ê, mày đi ra luôn. Ủa, tới nơi rồi, sao mày chưa xuống liên quan? Ờ, không ra đi. Tao kêu mày ra nãy giờ mày không chịu ra, mày đứng ở trong đây làm gì vậy? Mày mở cửa ra đi. Ra đi, lẹ đi, lẹ đi. Ôi anh, cái xe này nó hiện đại lắm. Muốn mở cửa là phải có người đứng ở ngoài tác động vô. Ủa anh Đức tới đây làm gì hả? Thì tới đây. Hả? Cái gì vậy? Thấy rồi. Nhớ quá. Áo của tao. Thay em tập trung nè, cổ nè. Ở đây có một cái kỳ quan thế giới. Bởi vì anh mới lấy sời, anh chở hai đứa em lại đây coi. Ủa, cái gì vậy? Đây nè, đây nè. Đó. Con bò mà đeo bịch ni lông rất là lạ luôn.
cực kỳ thuyết phục. Hay là con này nó mới đi vừa đi máy bay về nó say xe nó nó bị corona đó mà. Thấy không, thấy con bò chưa, quá trời lạ luôn. Đừng có tháo con chẳng ra nhà, tháo ra là nó bị bệnh đó, nó đứng đây nó ngầm nắng mấy con ai rồi. Thôi anh ơi, em nóng quá vô xe ngồi. Ê ai nói đó anh Đức ơi, có gì ăn không? Trời ơi, đang chạy xe mà ăn uống cái gì mà. Nói hả? Ừ. Mày làm gì tiếp? Quán tại mày. Để tao. Cái xe đồ quỷ này. Mày có nước nè, uống đỡ đi, tao kiếm đồ ăn cho mày. Chà, ngon vậy. Mày suối nè, uống đỡ đi, tao kiếm đồ ăn cho mày. Có cái trái gì đây nè. Ủa? Trời ơi, cái gì vậy? Trái là trái tròn hòn giấy đó, ăn đi. Ủa? Sao cái này không có cái gì hết trơn vậy? Có cái gì mà lại thêm lắm con thấy, có gì ăn cho mềm dẻo xíu coi. Ấy, cái này là cái gì vậy? À, ủa cái này thuốc đâm phải tử hả? À? Bỏ đi. Ủa, tốt. Đâu đâu, để kiếm, để kiếm này. Kiếm này. Ờ, ủa này giấy ướt đang ăn hả? Ôi. Cái này là, ủa? Ây da, sao mùi này hôi quá vậy? Oh shit. Ủa, cái này để mấy nhầm rồi đó mà. Bây giờ không được, cái này không ăn được. Còn này gì vậy? Video không được. Bên kia có dừng không được. Ê tốt. Gì? Hợp này hợp gì vậy? Không biết nữa. Ý, trời ơi, ý kẹo hả? Ê, mở phải chạy không bà? Kẹo hả? Ý, trời ơi, có kẹo luôn, đây. Ý, nghe mùi cà phê sữa mà. Ôi trời ơi, thầy hữu ăn. Trời ơi, thơm quá, thôi ăn đi tao. Thôi nè, đưa tài xế ra. Mà tao xuống mà. Chết mẹ mày làm gì? Rồi ai chạy nữa? Tao muốn chết rồi. Ok, đã đây đi. Đó, sợ thích. Rồi, ok. Ok. Vậy dạ, giờ lại đâu đây? Tao mày đi vòng xong quay lại đó không? Ủa, mà ai lái? Ai lái lại đi, tao lái cho. Ha, bạn lái đúng không? Mình còn yêu đời lắm nha. Ok. Vô. Ủa, chạy sao anh Đức? Trời ơi, dễ thôi. Bây giờ chân trái mày đạp vô số con, đạp vô. Rồi, chạy vô. Đó, rồi chân phải, đá qua này, đẩy lên số 1. Rồi, nhả con ra từ từ. Là chạy thôi, chạy đi. Từ thôi nha em. Anh còn yêu đời lắm á. Rồi, chạy. Chạy vô đi. Chạy vô thôi. Anh Quang mà tập chạy xe là chỉ đưa anh Quang cho tụi bảy ráng như vậy này tập chạy mới được thôi. Chứ là đường anh tập chạy rất là nguy hiểm luôn. Chạy vô cái gốc cây đó chứ vậy. Trời ơi. Quay phải nè em. Ok. Yeah. Ê, bây giờ em muốn đua với mấy thằng F1 á, giờ đua sao nè. Vậy là anh Quang sau một hồi hướng dẫn là nó biết chạy xe hơi rồi. Là thỏa mãn đam mê cho anh Quang vượt đường xa đi khắp nơi trong thiên hạ. Ý còn em tay đua F1 nữa anh. Thôi mày đua tự thôi, cái xe này là xe thiệt, mày đua F1 là chết tao luôn á. Qua cái đường này là lấn ngưỡng luôn đó mày ơi. Ừ, nguy hiểm lắm. Ok, đổi tài. Bây giờ sẽ thấy được anh Tuấn lên tập lái xe hơi nha anh em. Đó, chân nghĩa đâu nè. Rồi, bây giờ chân trái của em là sẽ đạp sát vô cái cần ở ngoài cùng luôn. Đây đạp sát vô luôn. Đúng rồi, sát vô. Rồi bây giờ nhả cái từ từ nè. Đó. Vậy một lát nó chạy là sẽ như vậy. Đó, nhả từ từ nè. Rồi quẹo qua đi. Đó. Lại. Đó, anh Tuấn đang đi nha. Đó, cái xe đi ra xíu kìa. Đó. Cánh giữa nè. Ok chưa? Ok. Thấy nó nghỉ bên nào rồi, nó lại bên đó. Cái ăn kẹo xi gum. Ủa, kẹo xi gum đâu hết rồi. Em ăn hết trơn rồi. Trời, chẳng lẽ gì? Của bạn làm thế nha mà. Đó, gạt xuống từ từ. Trời ơi, coi xe kìa. Trời ơi, chạy quá lẹ đi cho tôi chạy. Ủa? Ủa, để đâu quay lại. Quay lại. Thắng đi. Mà đau tim quá, tim quá. Lại đua F1 mà chạy vô cái đường hoa ra thì ớt quá trời luôn. Hả? Bây giờ anh Tuấn đang tập trung chạy nha anh em. Phải giữ nguyên tay lái ra cho. Mày làm cái gì vậy? Giờ anh sẽ lại vô đường bên phải cho anh em coi. Đúng rồi. Quẹo qua phải là phải đá xi nhan phải, cái cây đó nhặt lên, cái cây bên kia nhặt lên. Đó, lại cái xi nhan nó nhảy rồi. Rồi, chuẩn bị bắt đầu nhìn vô kính chiếu hậu bên phải coi có ai không? Không có ai. Có hai người. Có hai người chạy từ từ cho nó qua luôn. Tập thắng chậm chậm thôi. Rồi, quẹo luôn, hết rồi, quẹo đi. Quẹo qua. Đó, rất là đúng. Đó, quẹo qua. Thấy bé gái không? Rồi, ủi vô. Em ơi. Cho nó bản nguyện, ý nguyện của nó đi. Hôm nay nó đòi tập chạy xe hơi mà. Anh phải cho hoàn thành tâm nguyện của nó. Đó, chuyên nghiệp không? Rất là chuyên nghiệp luôn.
Nhưng mà nếu như Tuấn mà đi tốc độ chậm như vậy, Tuấn lên đi số 2. Vô số 4 luôn nè. Không, khi nào chạy nhanh mới vô số 4. Ê, nãy giờ chạy một hồi tụi tôi khát nước quá. Bây giờ tôi sẽ kêu anh Tuấn chở tụi tôi đi qua bên nhà em trai của tôi, nhà nó có bán nước. Tao kêu trong đó uống nước luôn cho nó mát đi. Đã, bây giờ anh Tuấn sẽ chở đi luôn nha. Số quá anh em ơi, thằng em tôi không có nhà rồi. Bây giờ thì tập quá cũng đóng cửa luôn rồi. Bây giờ ba thằng khát nước quá, không biết có chỗ nào uống nước luôn. Thôi không mấy, mình đi lấy cái xe này mình đi trả lại cho ông lão đi, rồi bắt đầu mình đi uống nước. Yeah. What? Nhả con từ từ ra về không? Sao đi chốt luôn vậy? Ủa? Số về chú vô, đạp con lại. Chứt lại cái này từ đi hư rồi. Mố anh mua xe tụi em chạy đi. Ủa? Rồi. Ủa? Nhả ra coi. Trời ơi, xuống cái chạy luôn rồi. Chiếc xe cho lão lẹ đi. Không tay quá mà. Ai biểu mày nhảy sao? Nó gãy mất luôn cái cần rồi. Bây giờ không được, phải rồi. Thôi nhảy đi. Đó. Bây giờ lấy 5 ngàn đá cho em. Ok. Rồi. Tản nhiệt, tản nhiệt, tản nhiệt. Ủa? Ủa? Tản gì kiểu như kệ vậy? Ờ. Mày có chết. Ồ, mát quá. Đó, xe rất là mát luôn nha. Xe mà là phải úp lạnh như vậy á. Đi chưa nắng rất là tiện lợi luôn. Đó, úp lạnh vô. Úp lạnh vô. Má nóng quá. Mát chưa? Rồi bây giờ lên xe đi thôi. Được rồi đó anh em, đi 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 đi. Lên xe đi. Rồi lên em ơi. Đó, bây giờ anh Tuấn với đôi chúng tôi vô cái quán cà phê giỏng. Ôi trời ơi, kìa tôi tới rồi. Trời ơi, chạy về quá vậy. Trời ơi, xe tôi xuống xe nữa rồi. Tao bỏ thắng lại là đụng vô đó đó. Bắt hành nha con. Mày thấy nó bồ không? Xe này không bằng cái xe đó. Rồi, rồi, rồi thẳng lên. Rồi, để thẳng vô quán Hương Đồng đi. Ủa sao không có máy lạnh vậy? Rồi, dục xe vô đây đi. Nóng quá. Chạy vô chạy luôn. Sao tự nhiên hắn ngang vậy? Mẹ đi. Ôi, mẹ đi. Ôi, trời ơi, nó lá lệ luôn nè. Mày bóng bên tay chưa? Quá trời ơi. Cái xe này em bật cái thằng này á, mốt kéo đi xe hơi nữa. Trời ơi, nó về xe để dục xe vô trong đây luôn nè. Thôi vô đúng rồi. Đúng là một ngày mệt mỏi tập lái xe hơi cho hàng đệ này quá trời đuối rồi. Vậy mà nó đòi lần sau tôi sẽ lập lái cho nó lái trực thăng hay là xe tăng gì đó cũng được. Lái xì lan cũng được. Lái xì lan là lái cái gì? Ủa chứ nãy nói vậy lái gì? Lái xà lan chở cá của cha. À xe ben rồi, nó lại xe ben đi. Xe lan. Chỗ ta ngủ đi, mình vô đi, mình sùm vô. Chỗ ta ngủ. Im lặng đi mấy cha. Thôi chắc là tôi xin kết thúc clip tại đây luôn nha. Hôm nay vậy là team tôi đã, hôm nay tôi đã hoàn thành cái thử thách là tôi dắt hai thằng đệ của tôi nó tập lái xe hơi rồi. Rồi thôi bây giờ tạm biệt anh em nha. Nếu anh em thấy hay hãy cho tôi một like và một share. Anh em muốn tiêu làm cái gì cứ comment bên dưới. Còn bây giờ thì bye bye, bye.